Lực lượng Hezbollah hôm 19 tháng 11 đã bắn 4 rocket hạng nặng Burkan, tức núi lửa, từ Liban vào trại lính Biranit của Israel. Hezbollah công bố video cuộc tấn công này hôm 20 tháng 11 và cho biết hành động này nhằm đáp trả chiến dịch tấn công dải Gaza của Israel. Nhóm này cho biết 4 rocket đã được bắn làm 2 đợt cách nhau 20 phút. Trại lính Biranit là nơi đặt sở chỉ huy sư đoàn bộ binh 91 của Israel. Video quay sau vụ tấn công cho thấy ít nhất 6 tòa nhà bị thiệt hại, trong đó một tòa nhà sụp đổ hoàn toàn. Israel nói không có thương vong. Đây là lần thứ hai loại rocket khổng lồ này tấn công Israel, lần đầu tiên là vào hôm 4 tháng 11. Burkan có tầm bắn đến 10 km, mang theo đầu đạn nặng từ 100 kg đến 500 kg và được phóng từ bệ như súng cối. Hezbollah được cho là đã sở hữu loại vũ khí này từ giữa thập niên 2000. Đầu đạn khổng lồ giúp Burkan gây nên thiệt hại đáng kể, dù độ chính xác không cao. Chuyên gia Fabian Hinz thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định rằng việc sử dụng rocket Burkan cho thấy có leo thang. Tuy nhiên, vì loại vũ khí tầm ngắn này chỉ tấn công được mục tiêu sát biên giới, tác động leo thang sẽ không lớn như các rocket tầm xa tấn công sâu trong lãnh thổ Israel. Truyền thông Israel hôm 20 tháng 11 nói nhóm Hezbollah đã phóng hơn 1.000 rocket vào Israel từ Liban kể từ sau khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng nổ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.